Gần trưa rồi, book phòng đi em. Sao lại book phòng khách sạn? Anh tính làm gì em đúng không? Đừng có làm mơ nhá. Phòng họp, chiều nay có lịch họp mà. Báo với cả hành chính nhân sự đi. Nghĩ vớ vẩn. Vâng. À, mà khách sáng nay thế nào rồi? Khách sổ hàng dự án đấy nhá. Khách đeo áp của Watt, em không tiếp. Chúc sếp đi công tác thuận lợi bình an ạ. Ừ, anh đi Sài Gòn một tuần, em ở nhà làm việc chăm chỉ nhá. Sếp đi như này em lo lắm. Em phải ra tận sân bay tiễn anh, em yên tâm sếp ạ. Anh có xe công ty đưa rồi, em không phải lo gì cả. Bác tài xế công ty mình lái xe cẩn thận mà. Không được, nhỡ lỡ chuyến bay thì sao, em lo lắm. Không sao đâu, vẫn kịp giờ mà. Cùng lắm thì anh về công ty anh làm việc tiếp, có sao đâu. Đấy, đấy là điều em lo nhất đấy. Nên là em phải chắc chắn anh vào sân bay em mới yên tâm được cơ. Hôm nay sếp xuống sớm mà. Ừ, anh xuống xem tình hình như nào. Vâng ạ. Chết thật, gần trưa rồi mà không có một bóng người thế này. Phải cúng giải hạn thôi. Đúng rồi anh ạ, hôm nay cứ lạ lạ sao sao ấy. Bình thường làm gì cũng không vắng thế này đâu nhở. Thôi em ra chỗ lễ tân ngồi đi, xem mà có khách không. Chết thật. A few minutes later. Sếp ơi, em tìm ra nguyên nhân tại sao nhà mình không có khách rồi sếp ạ. Tốt, thế thì em phải vui lên chứ, sao em nói chuyện e dè thế. Sáng em đi lối sau, em quên mở cửa showroom anh ạ. Chào em đến phỏng vấn đúng không? Vâng ạ. Hồ sơ của em bất ổn thế nhỉ? Đây là hồ sơ xin việc hay là hồ sơ bệnh án đấy? Giờ viết CV càng sáng tạo thì càng có cơ hội được nhận anh ạ. Trong ngoài ghi là em bị hội chứng sợ lỗ, thế là thế nào? Đúng rồi, em sợ cái gì tròn tròn mà nhiều lỗ anh ạ. Ví dụ nhá, lương của em mà 6 số 0 thì em chịu được, nhưng mà 7 số em sợ lắm. Thế cũng không sao. Thế còn hội chứng ám ảnh cưỡng chế thì sao? Cái này là ví dụ hôm nào mà em có việc nhá, em phải làm cho xong, không là tối đến em không thể nào ngủ được. Cũng được. Thế mai em đi làm nhá. Dạ vâng ạ. Em ơi, thế còn cái dòng nhỏ nhỏ ở cuối cái gì mà hội chứng hoang tưởng thế là thế nào? Cái đấy á, cái đấy là thật đấy anh ạ. Sao dạo này nhiều CV lạ thế nhỉ? Em ghi ở đây là em dễ nổi nóng à? Đúng rồi chị, em nóng tính lắm. Em đi làm nhá, ai mà dám nói xấu công ty em sửng cố luôn. Mà nó mà cãi nhá, em thanh toán luôn. Ê, được rồi em ơi. Nhưng mà sao lại còn cả vong theo thế này? Em đi khám bác sĩ tâm linh, người ta bảo là có cái vong mất là do làm việc quá độ đi theo em. Thế là bây giờ em phải làm việc từ sáng đến tối, không em không chịu được chị ạ. Thế còn hội chứng suy nghĩ nhiều, overthinking là làm sao? Em hay suy nghĩ nhiều này, không biết là có đạt chỉ tiêu hay không, không biết là sếp có vừa ý hay không, nên em hay tặng quà sếp lắm ạ. Em gửi chị Thái Sơn. Hết mai đi thử việc luôn nhá. Mà này sao lại còn có cả hội chứng rối loạn đa nhân cách nữa cơ? Dạ, trong em tồn tại hai con người mà cả hai đều muốn làm việc nhá. Em bị rối loạn nên là lúc nào cũng phải làm việc của cả hai người. Không là nhân cách này với nhân cách kia lại tị nhau đấy ạ. Bộ phận nhân sự đâu? Mai cho bạn này đi làm luôn nhá. Không cần phải thử việc nữa. Chạy đi các cháu ơi, lỗ rồi. Chạy đi. Khả năng thôi. Cứ sau khi chia tay ta xa lạ đến kỳ lạ. Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mà đành coi.